nay chiều tối về con sẽ phải quay một clip 10 phút. Về cái gì? Về cái bài assignment của con. Ừ. Nó có hai phần. Nó có hai phần. Một phần presentation thì sẽ quay clip đầu. Còn một phần là phần viết bài, viết luận thì cứ viết bình thường. Trong cái 10 phút nói về bài assignment đấy thì mình sẽ phải có 2 phút đầu là mình phải kiểu nó gọi là elevator pitch ấy bố. Ừ. Tức mình thuyết phục được người ta là mày nên chú ý, mày nên pay attention. Rồi tới phần trình bày chúng ta. Rồi phần trình bày, xong mình có 8 phút để trình bày. Nhưng là tại sao mình phải nghe, mình xem cái phần trình bày của ta, benefit được cái gì. Vâng. Lúc đấy nó mới nghe tiếp cái 8 phút còn lại. Vâng. Kỹ năng trình bày ngày xưa là học hết đấy. Xong rồi cứ bụng vào cái là nói. Gây sự chú ý. Nhưng thật ra con thấy là học ở lớp MBA thì cái trình độ nó cũng tương đối rồi. Ừ. Khá là hay, nó không ngơ ngơ như hồi đại học. Ừ. Trình độ nó khá cao, đồng đều. Rồi Covid nó làm cho cứ học trực tuyến hết nhỉ? Vâng. Ra đâu? Thẳng tiếp. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, vòng lại. Vòng lại. Không thì đây cũng được, đi thẳng cũng được. Nó lại đổi ngay đường rồi. Đi đường thẳng nói hơn đánh thẳng nó phẳng phiu hơn. Thằng Google được cái là mình cứ lỡ cái nó chỉ ngay đường khác cho mình. Nếu mà không có đường là nó sẽ bắt quay đầu. Cái mình đang chạy vào đường cao tốc. Vâng, đúng rồi. Mình nghĩ đường cao tốc là cái đường màu đen nâu kìa. Màu da cam. Đây cái đường trên này. Chắc thế. Quốc lộ 2 CT05 cao tốc. Chưa đến nó sẽ thẳng nữa. Đến ngã ba tiếp theo. Phúc có muốn phải ăn sáng không? 300m ngã ba rẽ phải. Con không đói nhưng mà ăn cũng được. Lấy cái túi và xong có cái bánh lương khô mà hai bố con cùng ăn. Và con tưởng bố bảo dừng lại đâu để ăn. Ừ, cũng được, bún phở thứ ăn ở đây thì cũng có ổn. Thôi cứ về Hà Nội đi. Về Hà Nội ăn à? Thế thì lơ cái lương khô ra. Con cũng không đói đâu. Bố muốn ăn. À bố muốn ăn. Cái túi vừa rồi. Ở trong túi rồi có một cái phong lưu khô. Sẽ đây sẽ phải chứ ạ? Sẽ phải ạ. Đèn đỏ. Thì nãy mình đi ngược lại cái đường ấy mà. Như vậy là mình không vào phố